nay cô thầy sẽ hướng dẫn con kỹ năng lau chén, muỗng. Để thực hiện kỹ năng này thì cô thầy có chuẩn bị chén, muỗng và khăn sạch. Rồi, bây giờ các con hãy quan sát cô thầy hướng dẫn nha. Đầu tiên mình sẽ làm sạch tay của mình, sau đó dùng khăn sạch đặt lên tay. Các con lưu ý là khăn phải là khăn khô nhé các con. Rồi cô thầy sẽ đặt khăn lên tay thuận và tay còn lại của mình sẽ cầm chén. Các con lưu ý là khi lau chén thì mình sẽ lau từ trong ra ngoài. Rồi bây giờ các con quan sát cô thầy lau nha. Cô thầy đang lau mặt trong của chén nè các con. Mình sẽ lau đều tay để chén được khô nha. Nếu như mà tay của các con nhỏ không có cầm đủ cái chén thì mình cũng có thể để ở dưới bàn, một tay vịn chén và một tay mình lau nha các con. Rồi, vậy là mặt trong của chén đã khô rồi nè. Rồi bây giờ cô thầy sẽ lau mặt ngoài của chén. Cô thầy sẽ xếp khăn lại. Và lau mặt ngoài thì mình sẽ lau tương tự như mặt trong nha các con. Mình sẽ lau đều để cho chén được khô đều nè. Vậy là cô thầy đã lau xong chén rồi. Tiếp theo cô thầy sẽ gấp khăn lại và lau muỗng. Lau muỗng thì mình sẽ lau từ đầu muỗng cho đến tay cầm. Các con lưu ý là mình sẽ xoay khăn cho đầu muỗng được sạch nha. Sau đó mình sẽ lau tay cầm. Cô thầy đã thực hiện xong kỹ năng lau chén muỗng rồi. Cô thầy hy vọng là ở nhà với kỹ năng này thì các con có thể phụ giúp ba mẹ của mình chuẩn bị bàn ăn nha. Rồi hoạt động của cô thầy đã kết thúc rồi. Cô thầy xin chào tạm biệt.